xin gửi lời chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì shop em hân hạnh giới thiệu với các bác một cái bộ quần áo vận ong hàng cao cấp nhất, hàng mẫu mới nhất của năm 2023. Đấy, cái này thì em giới thiệu cho các bác để các bác cùng tham khảo thôi. Còn hàng thì thực tế nó sẽ chưa có số lượng nhiều, chỉ có 1-2 bộ làm mẫu thôi. Các bác có nhu cầu mà cần đặt thì các bác phải liên hệ với shop thì mới có hàng nhé. Còn hàng này là hàng chưa có sẵn, bác lưu ý là như vậy. Em quay tổng thể cho các bác quan sát cái bộ này nhé. Thì về cấu hình của nó thì sẽ là liền quần, liền áo, liền gang rồi, nhưng mà nó cao cấp nhiều điểm lắm các bác ạ. Thứ nhất là cái điểm đầu tiên là cái điểm kéo khóa. Các bác nhé, điểm khóa nó sẽ là một cái khoảng khóa dài suốt từ dưới chỗ phần hông đùi của mình như này lên tới chân tận mang tai của mình, thì khi các bác mặc nó rất là dễ, nó không như là cái dạng mà kéo ngang tầm cầm này các bác chui cực kỳ khó, còn cái này thì chui rất là dễ luôn. Đấy. Thế còn bộ này là bộ cực kỳ thoáng mát. Đấy, các bác thấy bên trong này cực kỳ thoáng mát luôn. Nó thiết kế cho mình là ba cái quạt, hai cái quạt hai bên sườn, hai quạt hai bên sườn nhé. Ở giữa là túi để đựng pin, các bác có thể đựng pin vào giữa này, và ở giữa này có một ô thoáng to. Ô thoáng to này là dạng may mút lưới dày để chống ong đốt xiên tới nhé. Đó, cực kỳ là chất luôn. Và ngoài ra thì có nhiều ô thoáng thêm nữa, một ô thoáng ở trên bả vai này, mỗi bên có một cái này. Ô thoáng ở bên phía hông ngang với mông ấy, mỗi bên có một cái nữa này, và cả ô thoáng ở dưới gióng chân nữa. Đấy, mỗi bên có một cái nữa nhá. Còn phía sau lưng đây, em lật lên sau lưng cho các bạn xem. Đấy, phía sau lưng một ô thoáng to này, và trên đầu là sẽ có hai ô thoáng, hai cái bên mang gáy này. Đấy, cực kỳ là ok luôn nhé. Thế còn về cái hai quạt đây, đây chính là hai quạt hai bên hông này các bác này, hai quạt thiết kế hai bên hông rất là tiện. Chất liệu của nó là hai lớp nhé các bác nhé. Cái lớp ngoài này này, lớp ngoài này là lớp vải dù, vải dù cực kỳ là dai và bóng. Thì cái này là nó trơn này, nó không bao giờ bị cào xước, không bao giờ bị mắc, thì cái khả năng độ bền nó cực kỳ là cao rồi, nó không bao giờ bị mắc bị xước mà gây ra cái chuyện là rách được nhé. Thế còn khi bám vào đây, ong bám đây có độ trơn tuột, ngoài cắm không qua, ngoài cắm không qua. Đồng thời ở phía trong lại đạn thêm một lớp da nữa. Thế trường hợp mà ngoài có cắm qua cái lớp dù ngoài ấy, thì còn lớp da trong nữa thì cái ngoài cái lọc ong không có tới. Đây, cái lớp da trong này các bác thấy đây, nó lớp da trong và lớp da màu cam như này. Đây, như đây may này. Đấy, lớp ngoài là lớp vải dù nhá, lót thêm một lớp trong bằng da nữa. Hai lớp này là hai lớp lót độc lập với nhau. Đấy, lót độc lập với nhau nha các bác nhé, không phải là ép dính liền vào nhau đâu, thì độ an toàn lại càng cao hơn nữa. Thế còn tạo những cái vị trí quạt này các bác thấy đây, may cực kỳ là chắc chắn rồi. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thế còn trên này là có mặt nạ, và ở phía sau mặt nạ này này là có cái dây chun. Đấy, cái dây chun này để các bác giúp các bác đeo vào sau gáy để cố định cái mặt nạ cho nó được im hơn. Thế còn hệ thống dây quạt, dây điện của quạt ấy thì sẽ dẫn vào đây và đưa ra túi ở ngoài. Còn các bác mà đây này. Đấy. Còn các bác mà không muốn dẫn đưa ra túi ngoài thì các bác dùng ở túi đựng pin ở bên trong này cũng được. Đấy. Cái này là hiện tại là đang đưa ra túi ngoài nhé. Và đặc biệt là một số anh em ở ngành thông tin, ngành thợ điện đi bắt ong thì rất là thích cái dạ quang này. Đấy, riêng cái bộ này là có cái phản quang. Đấy, bộ này bộ vải dù hai lớp có viền phản quang nhé. Đấy, nhận diện bộ này là như vậy này. Đây, thế còn sẽ dẫn ra cái túi đựng quạt này, ba dây điện, các bác chỉ cần cắm pin dự phòng vào là quạt sẽ chạy nhé. Hai dây mà to đều nhau ấy là nó sẽ dành cho hai cái quạt bên hông, còn mà cái dây cận điện to nhất này thì sẽ dành cho cái quạt ở trên mặt nạ. Đấy, cái pin dự phòng này nó chưa nhận điện hay sao ạ? Đây, từ từ để bố cắm cho nó quay nhé. Đó, để cho các bác cho xem này. Bố quay cho các bác xem qua. Đấy, cái này là nó hơi tuột cái giác cắm đây này. Đấy, các bác thấy không, khi mà mình đeo mặc cái bộ này vào, có một cái quạt thổi ngay chỗ miệng này vào ấy, thổi trực tiếp vào mặt của mình thì cực kỳ là mát. Đấy, rất là mát nhá, rất là thoáng và mát luôn đấy.
Thế còn ngoài ra thì hai quạt bên sườn, hai quạt bên sườn nữa. Đây em cắm thử cho các bác xem luôn nhé. Chẳng hạn như quạt bên này đi, quạt sườn này đi. Nói chung là nó có 3 dây ra, mỗi dây các bác kiếm một lỗ để cắm. Cái này là lỗ bên rồi. Rồi. Đó. Tiếp rồi này. Đấy, tiếp rồi các bác nhé. Đấy, hai bên hông hai quạt. Và đặc biệt nhất là cái quạt ở trên chỗ mặt nạ này này. Nó quá là ok luôn. Con này con khéo đứng sao. Đấy. Các bác thấy không? Hàng này thì nó là hàng cao cấp nhất này. Bên này nó có thêm hai cái lỗ này để thông hơi này. Đấy. Các bác lưu ý nhé, cái bộ này là sẽ không có pin dự phòng đi theo. Các bác mua về thì các bác sẽ tự trang bị pin dự phòng nhé. Thế còn về găng tay của nó thì nó là hàng găng tay màu xanh, cực kỳ là dày. Găng tay màu xanh truyền thống từ trước giờ ấy, rất là dày. Thế nhưng mà khi các bác đi săn ong thì các bác nên thêm một găng tay mỏng phía trong. Thì em sẽ tặng cho các bác một cái găng tay manai mỏng ở phía trong nữa nhé. Đấy, cái bản này là cái bản gọi là bản cao cấp nhất, bản mới nhất của năm 2023 đấy. Cái này đang có hàng mẫu thôi, số lượng chưa có nhiều đâu. Các bác nào mà kết thì các bác alo với shop theo số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Thì để shop sẽ đặt hàng cho các bác. Đây này, em chỉ có mấy bộ làm mẫu thôi, giới thiệu cho các bác để các bác tham khảo thêm. Các bác biết được một cái mặt hàng gọi là cao cấp của mùa 2023 này để các bác lựa sắm cho mình một bộ đi săn ong ok nhất, cao cấp nhất và an toàn nhất cho các bác nhé. Bộ này thì rất là mát rồi. Đấy. Cực kỳ là mát rồi. Niên ủng và độ bền cực cao. Hai lớp rồi đấy, hai lớp riêng biệt, có cả cái giải phản dạ quang các bác nhé. Và trên đỉnh đầu này, các bác thấy trên đỉnh đầu còn một ô thoáng nữa nhé, còn một ô thoáng nữa. Đấy. Thì qua một đoạn video khoảng gần 10 phút thì các bác cũng thấy được chi tiết được cái cấu hình này và cái chất liệu may lên cái bộ này. Thì các bác thấy là nó là quá cao cấp rồi, không bao giờ phải suy nghĩ về cái độ an toàn của bộ này nữa rồi. Hai lớp này. Đấy. Ok các bác nhá, xin cảm ơn các bác, mong nhận được sự các bác ủng hộ các bác dành cho shop nhá. Các bác cứ theo dõi video trên shop còn nhiều bộ nữa, bộ vải bò có quạt, bộ quần áo bạn ô tô bình dân. Các bác cần bộ nào thì các bác ủng hộ shop nhá. Em xin chào, xin chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công nhá.